nước gom gom ra ngồi chạy. Nay chiều thứ sáu ngày 12 tháng 5 ngày 12 tháng 5 năm 2023, bữa nay thấy cái dấu thiên tầm hoa nó nở, bữa nay đều đẹp. Hy vọng tất cả các nhà con của ông trời họ thiên, nhà nào cũng làm cái vườn hoa nè, rất là dễ. Cái này mới, nó mới bắt đầu làm có mấy tháng không, hôm nay có nguyên cái vườn hoa dấu thiên tầm, nó vừa đẹp cho nhà mà nó vừa có cái mấy chư gì á. Thường trái đất chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có chư thiên, chư thần, chư Bồ Tát và cả Phật nữa đi dạo quanh, đi du ngoạn luôn. Mình nói chuyện là mấy vị cũng thích đi du ngoạn tùm lum á, thì nhà nào có dấu thiên tâm á thì mấy vị sẽ ghé vô vô thăm viếng phải không, khen giỏi nhà này đẹp đại khái. Thì ý là nói nhà nào cũng làm cái vườn hoa này á, mà ngay trước cửa hay sau lưng á thì sẽ đều được mấy chư vị ghé thăm đều đều. Mà mấy chư thiên nào hay mấy vị Bồ Tát nào mà thích loại hoa nào á thôi thì mấy vị sẽ ghé thường xuyên nữa. Hồi xưa có một lần mấy chị trên trời á mới nói là ở trên trời á mấy vị thích hoa tulip. Hồi đó hồi chưa có biết cái loại hoa tulip là hoa như thế nào, mà thường mấy chư thiên thích hoa tulip, hình như lúc mình không có cái đó. Chứ còn vô khuyến khích tất cả những đứa con ở thiên nhà nên làm vườn hoa để cho mấy chư thiên, mấy vị Bồ Tát ghé thăm. Mấy vị lúc nào cũng đi chung với nhân gian chúng ta nè, chúng ta sống chung với các chư vị. Nhưng mà ngược lại á, vong linh ma quỷ mà nó thấy cái giống này trời, nó ghét cực kỳ, nó không có ưa. Vong linh thì giống này nó khác, nó đi ngược lại. Nhà nào muốn nhiều may mắn thì nên làm cái vườn hoa giống gì. Thế là bữa hình như thế này không biết ai làm ta. Trinh. Chị Trinh hả? Dạ. Trinh hả? Trinh Yến nghe chàng hả? Dạ. Trời, mấy đứa này giỏi thiệt. Hả? Trinh thì mua bông cho cùng một màu á. Ồ đẹp quá à, bây giờ nguyên một cái dấu thiên tâm màu tím. Nhưng mà cái ý kiến là của Trinh. Trinh nhỏ này rùa vàng nó cũng thông minh thiệt đó. Không nhưng mà mày đâu số nó khổ vậy ta. Thường mấy người khôn ít khổ, nhỏ này khôn mà nó khổ nhiều. Nhờ khổ nó mới chịu tu. Nó mới chứ à. Ý kiến nhiều cái. Không hay, không hay là mình có cái bao tử no. Thật sao giật được đạo 7 giờ hồi xưa giờ bảy nấu cho mình ăn mấy năm á, tự nhiên bởi giờ bảy lơ. Bảy có đâu bảy. Bảy lại có Trinh ba, bảy lơ bảy không nấu nữa. Để nấu cơm chiên đó sư phụ. Cũng có nấu thường xuyên nhưng mà con kêu bảy nấu cái bảy nói hai để 2 giờ sáng bảy dậy bảy nấu, nói thôi ủa sao chị không ngủ hả? Chị ngủ đi chứ 2 giờ nhiều, 2 giờ sáng cực khổ không, vậy. Cái giờ đó con ngồi dậy ngồi thiền rồi thành ra nấu là chuyện bình thường. Không sao hết. Rau ngon quá trời. Hôm qua sư phụ đi tàu. Có ngủ gì đâu mà để một giấc cho tới 9 giờ sáng luôn. Quên ngồi thiền bữa nay luôn. Ngủ ngon thiệt. Trời ơi, bình thường á sư phụ thức 4 giờ ngồi thiền. Ngày hôm qua lái tàu lái kiểu gì không biết, sáng nó lái một cái nhìn cái đồng hồ quảng hồ. Ôi, có ngủ ngon 9 giờ mấy luôn. Con có thỉnh đại hồng chung á, thành ra mình phải đúng giờ, đúng khác với lại. Cái đó bắt buộc không đúng, cái triệu ma vỗ khiên kéo ra. Không, chùa Phi Minh là ma tu không à. Không, bây giờ có chư thiên kêu con. Ở trong chùa dĩ nhiên có 6 vị, phụ thường vô nói chuyện với ổng. Cái ông mà le lưỡi á, ổng là Bồ Tát á, ổng cũng nói chuyện cho phụ hoài à. Với cái ông mà cầm kiếm á, mặc áo giáp á, ông đó là đang giữ chùa. Rồi cái mỗi lần sư phụ cầm lên mấy ông thầy dưới sao mấy ông làm biến không chịu đọc kinh. Cái mấy vị cũng lắc đầu mấy ông đó luôn. Vì nó để từ từ dạy. Hồi xưa có hai ông mà không có chịu đọc kinh á. Sư phụ lần nào vô nói chuyện với mấy ngài cũng lên núi mình chơi hoài.
Ông lắc đầu, mấy ông nói thời mạt pháp. Ủa, 7 tới 2 giờ sáng mày thức, mày nấu cơm hả? Ngồi thiền à, hồi xưa mở mắt ra thấy con đóng mang má ngồi xung quanh hả? Không, con ngồi thiền là con trước hết á, con phải dân qua cúng dường chứ. Ở trong đó có ông thầy Linh Nhẫn á, bữa nay có hòa thượng Thái Siêu nữa. Bây giờ hai ông chủ trì, bây giờ là chủ trì bên kia luôn. Hồi xưa mấy ông sống không làm chủ trì, bây giờ vẫn tiếp tục làm chủ trì. Chưa được siêu à. Hả? Sư phụ Thái Siêu chưa được siêu. Hồi đó năm nào ta 2016-17 vậy đó. Cuối 18. Ai xưa sư phụ cũng chả có biết chuyện gì đó. Tại vì đó đi làm cứ cả 3-4 tuần á, rảnh á, thì mới qua ngồi ăn cơm trưa với hòa thượng Thái Siêu. Thì nghe ngồi ăn cơm trưa thôi, có nửa tiếng mới chạy về làm rồi. Thì không có chuyện gì em kể, cho nên chuyện nội bộ chồng xảy ra như thế nào mình đâu có biết. Đến khi cuối cùng bà Diệu Hương á, bà lấy được trái tim của sư phụ rồi. Thì lúc đó đó cái mình cũng không biết, nhưng mà đến lúc cha nè, Phật A Di Đà nè, Phật Mẫu nè, Phật Bà Quan Thế Âm nè, đông lắm mấy vị, đông lắm, về nói con không có được, nghĩa là không có được mình nói một phần, không có được gặp hòa thượng Thái Siêu nữa. Trời ơi, lúc đó sư phụ sanh tử, sư phụ khóc cầu cầu, nói xưa giờ con sư phụ Thái Siêu sống rất là lâu năm ở đây, tình cảm như cha con ân sư, nhưng mà mấy vị ra lệnh vậy đó cái sư phụ cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Lúc đó mình cũng chưa có biết gì chuyện gì xảy ra, không có sư phụ cãi. Để qua kể lại với mấy vị cái sau đó cái cũng im không. Thường thì hồ đang nói chuyện cái đừng ai chào chào ấy, hồ mất điện không có nói nữa. Chào mình tùy tới lúc mình chào, hay lúc nào cũng chào, mà đang nói chuyện thôi chào. Chào hay chào lại đâu nó liên tục. Mai mốt mỗi lần vô hội quay quay phim nó đừng có ai chào nha. Dạ. Cứ bình thường đi, cần gì phải lễ nghĩa. Không thể nào ấy kìa, mà không có cần chào, mình xuống đây là anh em bạn bè nha, không có chào gì. Không cần luôn. Với nãy đang vừa quay cái ông đứng bẻ bẻ mấy cái lá này chi mệt quá, khỏi luôn. Hồng màu. Chung là đó, cho hộ có hứa với hòa thượng Thái Siêu à, sau này mà hòa thượng mà lúc mà còn mang sắc phàm á, mà quay đầu lại á, quay tâm lại á, là Khổng Minh xuống núi An Bang Thục Triều á, thì lúc đó sư phụ sẽ xin cha nè, với xin Phật A Di Đà để mà xóa tội, thì đó sư phụ có hứa như vậy. Nhưng mà bữa ông chết, ông đang mạnh thằng sở, ông lên ông nằm cái ông đi luôn, mình đâu có, ổng chưa có kịp, thì không biết hiện bây giờ cái tình trạng như thế nào. Nhưng mà lúc mà cái ngày mà ổng mất á, cái xác còn nằm trong nhà hoàng á, thì có hai ông tướng, một ông này hơi thấp, ông tướng này rất là cao, cao hơn cây nữa, mặc áo màu xanh, thì đi kè kè cái bên vậy đó, nghĩa là đi mà có người kè rồi. Thì bây giờ thì mấy về cõi nào thì thụ không biết, mới chơi mấy gì không có nói. Có một lần Phật A Di Đà hâm hòa thượng Thái Siêu, hâm luôn á, cái thằng đệ tử này xuống trần bị tà cuốc nhiễm trần vậy không biết, sẽ bị đọa như mọi người. Tức là hòa thượng Thái Siêu trên trời đâu phải người thường,
cũng là một tôn giả chức sắc rất là cao, cũng giống như Hunter Biden vậy đó, cũng chức sắc cao, thái tử mà con của tổng thống Biden, nhưng mà ăn hối lộ thì cũng phải bị tội như thường. Mê gái thì cũng giống nhau, xuống trần không phải ai cũng Bồ Tát, ai cũng làm được nhiệm vụ đâu. Mười vị mà xuống trần á, chỉ còn có một hai người làm việc được cho chư Phật thôi. Mình đừng có nghĩ ai cũng giống nhau nè, cô tiên, ba này ông tiên, này tiên, con này không phải tiên, mới đại khái không, còn Long là thần phải không. Nhưng mà xuống đây là mình bắt đầu lại hết, như cái thao trường lại mới, tập vợt lại. Người nào không chịu tập vợt, không có luyện võ lại thì người đó bị rớt. Mới nay ngồi nghe giường bông này mình nói chuyện cũng có cái bông cho vui, chủ yếu là khuyên người ta trồng cái lãm này nè, ở sân trước sân sau, rồi cái thích kiểu bông nào cũng được, ở thành phố nào có bông nào. Cái mà hay nhất là bông nhãn thọ phải không, bông tulip thì hình như sen phải không, mắc tiền phải không. Còn dỏm dỏm á thì mình lấy mấy cái bông vàng vàng trên núi mình, nó mọc đầy nè, nó mạnh lắm, mình gãi thì nó cũng đẹp nữa, để cho mấy chư thiên mà đi dạo vòng vòng á, mấy chư thiên ghé thăm mình. Thì cái dấu hiệu này á, nó từ ở cõi địa ngục thì mấy ông thập, gọi là thập nhị Diêm Vương ha, cũng phải kính nể cái dấu này. Cõi trần gian của mình á thì ai kính nể ha, cõi trần ai kính nể, có mấy đứa con họ thiên kính nể, chứ còn ngoài kia quỷ á, thì nó ghét cái dấu này. Chứ cõi trần này á là ít thôi, chỉ có vài phần trăm nhỏ nhỏ kính nể cái dấu này. Còn bao nhiêu lên tới cõi trời, lên tới 36 tầng trời, ai cũng kính nể hết. Thì những chư thiên á, họ hay đi bay lãng giảng, đi xuống đây chơi với mình. À, hồi xưa họ cũng là người phàm, rồi họ xuống tu tập, họ được trở về. Họ cũng nhớ cái cõi nhân gian này. Họ cũng có thân nhân còn lòng vòng dưới này. Họ cũng có đệ tử lòng vòng dưới này. Nóng cái ót à. Có cái lá nè, không mà lên ta coi cái coi. Nắng lá chưa hồ che lại rồi. Quay phim đâu đẹp. Cái lá chưa hồ che lại. Cái nắng này hả? Được không? Cái nón này. Hay lòng mở giùm cái trần xe, lấy giùm cái nón đó vô. Cấp xe vô có cái nón này chỗ khác. Có nón kết xe đậu vô restroom. Chỗ này mình hộ design cái này là mấy cái bàn này để mình ngồi thiền. Trên thế giới này, bất cứ cái chỗ công viên nào, họ có sang hơn, họ có đổ cả trăm triệu, cũng không có thanh bình, yên tĩnh. Đẹp thì mình không dám nói đẹp nha. Hồi xưa lọ lem đâu có make up đâu, sông thắng đâu, đi chân không mà cuối cùng cũng là đẹp phải không. Tắm cám á, lọ lem á. Thì cho nên cái núi mình cũng như lọ lem vậy thôi. Giờ có nhiều người có khen người chơi thì lọ lem này lên đây ai cũng cảm thấy hỷ lạc, vui vẻ. Hồi nãy mấy đệ tử hài qua về còn bệnh rịnh nữa, không muốn về nữa. Trời, ai đi lên Thiên Long Sơn rồi là đi dễ khó về, là nhất định mà quay lại không à. Tội nghiệp mấy đệ tử hài qua bữa giờ đi qua đây mấy ngày, đi chơi qua đây gặp núi yên chỗ này mà như vậy. Với máy bay á, đắt 10.000 đô cũng đáng. Ủa quên, núi nó mình sao mình khen núi mình ta. Không, nhưng mà ở đây rất là thanh tịnh. Ở là đẹp phải không? Đó là thiệt mà. Vừa bước lên là mình cảm thấy thanh tịnh. Thôi lên đây tướng bệnh đó. Đúng rồi, ở đây đó, bệnh.
nói check off được. Tại nắng về hướng cái sao phải không? Đéo này thấy vô cồn quá hả? Đóng, mũ đội đóng gộp. Có sao? Hả? Có đóng gộp bự vậy nè. Thôi được rồi. Thôi nó nói được rồi. Sư phụ che cái óc vậy cũng được, như là người cũng đâu thấy gì đâu, giống như không cái mũ chụp không. Thôi được rồi, góc qua đây góc. À, mấy cái clip này quay cái là bỏ lên luôn, không có. Bị con này là cung bụi đó, nó bấy quả xả và cung bụi. Không cắt gì chứ. Ở đây được rồi đó, ướt rồi đó. Thấy không con? Ngân thấy không? Khéo khéo cái mặt tối á. Tưởng đâu bảy mà nấu cơm ở chùa hai giờ khuya đó là mấy ông ma đứng nó thèm. Cho nên nó khiến hai giờ khuya ra nấu hoài cho nó ăn dụng. Cho nó ba chén rồi đó. Ngồi thiền xong rồi tới 2 3 giờ rồi. Cái đọc đọc kinh nó biến một chén thành ra một cái mâm bự. Mình có loại kinh đọc biến được mà. Ngày hôm qua mình đi tàu, đi nước rồi giờ lên núi. Có các chư vị ở dưới nước lên không? Có chứ, rồi xuống họ ngồi với mũi tàu. Dù có quen với ông thần ở đó, ổng giống như gọi là thái thủ hải quân. Ông cái tên ông nghe cũng khó, giống như ông là thủ lãnh hết cái vùng biển đó. Mà bữa ông xưng cái tên vậy. Tàu đó mua năm 2000 là mấy ta? 2010 ha, khoảng 2010. Lúc đó Hồ Tinh sống ở dưới tàu. Sống ở OV, có nhà mấy căn không về nhà ở. Cái ở dưới nó cũng có máy lạnh, nó có lò đầy đủ. Ở dưới nó có chiếc tàu có 3 phòng á. Ở dưới lầu á. Một cái phòng hai đứa nít ngủ, một cái queen bed là trước ngủ cũng được hai người ba người. Một cái master bedroom. Nó có thì mua cũng không có mắc thời đó. Phải mà bây giờ đâu có dám mua. Tại ngày 16 tháng 3, 2017 là mọi chuyện thay đổi hết. Thời với cha, con sẽ tài danh sắc thực thì, không có xài tiền của thiên đình nữa. Xưa là cứ thở đâu có biết. Biết là mình có chân mệnh cao nhưng mà chưa thề phải không? Cho nên từ đó, sau ngày 16 tháng 3 là đồng hồ, sen, tàu hay là xe mới gì cũng không dám ngó. Còn chiếc xe ca lắc mà chạy là hãng. Hẹn 4 năm nó tự động nó lease, nó đổi, nó mua. Nên giờ không có xài tiền. Nhiều bữa ăn ngày không tới 20 nữa. Sư phụ, có nhiều khi mình ngồi thiền mình no luôn phải không sư phụ? Đúng, nó ra hơi mình no energy mà. Ở bên bên Ấn Độ có cái ông gì John Bond gì đó ta, không ngồi 6 tháng á, nó cũng là một vị Phật tái sanh á, vị Bồ Tát. Dạ, cảm thấy như mình không thích cái gì hết. Yêu cũng không còn yêu nữa, là biết chết luôn á. Không biết gì. Không có thích mà cũng không thích đi shopping, không thích gì hết. Thôi khỏi, con đi. Mình làm gì làm nghe. Mình đừng có mất cái lý trí của mình, mất cái đường đi của mình, thì mình mất tất cả. Cũng giống như mất cái vị thính vậy đó. Mất thay tình cái lưỡi mà liếm mà không còn ngọt, không còn mặn nữa là mệt á. Nên sư phụ thấy gì nha, mình có cái giới luật thì mình làm đúng giới luật. Và đồng thời mình có cái tương lai của mình. Tương lai của mình sẽ thành tiên đúng không? Phải về trời phải không?
Nghĩa là giống như bây giờ mấy con cứ nghĩ là mình đi phỏng vấn ở Sài Gòn á, để mà được đi một cái visa qua Mỹ thì mình mấy tháng sau mình chưa mua được vé máy bay thì mình cũng náo nức. Thì bây giờ mình là họ Thiên, là mình giữ giới lực là chắc chắn mình sẽ được về trời kỳ này, thì mình cũng phải mừng ở cái ngày đó. Thì từ đây tới ngày đó mình cũng phải sống vui vẻ. Còn nói như kiểu con mà không có cảm giác mùi vị, không thích gì nữa. Con có cảm giác đấy khác. Cái cảm giác con là nhìn cảnh là xúc động. Khi mà mình từ bi bắt đầu mình bước vào ngưỡng cửa tâm linh á, mình sẽ bắt đầu trở thành nhiều cái hiện tượng, rồi nó trở thành mê tín. Cho nên phải giữ là chánh kiến, để mà người ta đừng có nói mình là bị tu lạc hướng á, hiểu không? Mình cũng vẫn bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà không high risk high return, nếu mà không bước vô tâm linh thì làm sao mà thành tiên thành Phật được? Nhưng mà mình phải biết mình bước vô cái gì. Người ngồi thiền nhập định nó có hai loại: tự của mình và tha lực mấy vị cho, để mình nhìn thấy được, tiếp xúc được. Người ngồi thiền mà dở mà nhìn thấy mấy vị hay tiếp xúc mấy vị là phải coi chừng, là nhiều lúc ma quỷ nó làm cho mình thấy. Cho nên tự mình, mỗi một cá nhân của mỗi người chúng ta phải biết mình ở cái trạng thái nào. Mà đa số mà những cái người mà bị ma quỷ nó dẫn dắt vô những cái mê, những cái mà thấy nghe rồi này nọ đó, là sẽ mất đi đa số là những cái bình thường của người. Họ không có lái tàu được như kiểu sư phụ. Họ không có lái OV được. Sư phụ lái chiếc OV như xe bus 45 feet. Họ không có, không biết gì hết, ngồi ăn gì cũng không thấy ngon nữa, cứ cắn cắn hồi nhai nhai luôn, cái gãy cái đũa, gãy cái muỗng luôn nữa. Thì là dạng đó là cắn. Ở cái dạng đó nó có cái đó. Còn mình tu Phật thì cũng tu, nhưng mình có chánh kiến. Mỗi một bước đi của mình thì mình biết mình bước lên cái gì. Và đồng thời mình gán mở mắt rồi, dưới nó có con gì nhỏ xíu không á. Còn mấy người kia á, cái con một cái con gì bự mà nằm dưới bằng cục đá đó, cũng không thấy, cũng đạp lên nữa thì khác. Nghĩa là mình mất đi, mình lose đi cái control, mình không có còn kiểm soát được cái thị giác của mình. Cho nên mình làm gì làm, thà trở lại số 0 ngay giữa, tức là mình vẫn còn là một người bình thường giống như mọi người, không có phải cà gục cà gù, cũng không phải là họ Thiên mê tín. Còn mà nếu mà họ Thiên á, là phải có căn bản và đời sống phải vui vẻ, và đồng thời mình phải biết mỗi một cái hơi thở, mỗi một cái bước đi của mình, và mình có thể làm được những chuyện mà người bình thường Phật tử không có làm được. Tại Phật tử đi theo mấy ông thầy, họ brainwash cái mind là chỉ có biết vậy 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 thôi, đọc kinh rồi cứ từ bi thôi, nhưng mà cái trí, cái dũng không có tăng. Bi trí dũng nó tăng theo, giống như lớp mẫu giáo thì bi trí dũng ba cái nó tăng đều. Lên tới lớp 1 bi trí dũng nó cũng tăng đều, lên một nấc của bi trí dũng. Lên tới lớp 2, lớp 3, lớp 4, lên tới lớp 12, lên tới đại học. Nhưng mà cái ba cái nó phải đi song song nhau. Họ Thiên chúng ta mà chỉ đi có một cái mà từ bi không á, là cũng đi lệch. Cái ghế á, khi nó lên giống như cây bông này đi, nó phải lên cho đều nhìn nó mới đẹp. Ngày mai cái nó cao hơn thì nó cũng đều một mặt. Còn mà lên mà một bên không á, thì bên kia nó sẽ nghiêng ngửa, thì đi khập khển. Khập khển á, thì mình chỉ đa số mình sân si nhiều, mình thấy lỗi của người ta nhiều cũng không tốt, bi không cũng không tốt. Bi không dễ đi chung với cầu với mấy ông thầy lắm. Họ Thiên chúng ta lúc nào ra đời thì cho đáng ra đời, đạo cho đáng đạo. Vô mà ngồi mà chế mấy con di mạch, mấy con chip á, là phải siêu hơn người ta. Còn ra đường gõ mỏ là phải gõ điều nhịp độ rồi không? Cả hai luôn á, mới là họ Thiên.
tương lai cái thế giới chúng ta là như vậy, chứ không phải như cái thế giới ngày hôm nay. Người thì biết chế mấy con di mạch thì lại không có biết chút gì về hết Phật với cha mẹ, chỉ biết đời sống trước mắt cái gia đình thôi. Còn người thì bây giờ vô chùa mà ngồi tu, chỉ biết tu thôi, để tới bệnh, để tới không có thu nhập cao rảnh mới vô chùa ngồi, cũng như không. Còn những vị thầy trong tương lai của Thiên Tâm á, sau này sẽ có một cái trường đại học sẽ huấn luyện những vị thầy đó, họ cũng dùng Tam Đại Tạng Kinh, cũng ngồi thiền, cũng nhập định, cũng Nam Tông và Bắc Tông đầy đủ. Những đứa muốn tu thì có cái trường đại học Thiên Tâm dạy đàng hoàng, nó cũng giống như trường West Point hay trường Sĩ Quan Đà Lạt là vậy đó. Thì khi một thì ra đời thì cũng vẫn là Bi Chí Dũng, vẫn là Nhân Lợi Nghĩa Chí Tính, thì lúc đó sẽ nắm được chức lãnh đạo của quốc gia. Còn nếu mà đi theo cái đường tu luôn thì phải giỏi hơn mấy ông thầy Tây Tạng, phải có ngũ nhãn lục thông, thì lúc đó sẽ đi ra loan truyền khắp thế giới để dạy cho tất cả những đứa con họ Thiên. Thì Thiên Tâm sau này sẽ là như vậy đó, phải có trường dạy học đời với đạo song song. Giống như ở trên Dạng Phật Thành vậy hả sư phụ? Nó cao siêu hơn Dạng Phật Thành. Nhưng mà phải đợi một người có thẩm quyền mới làm được. Còn bây giờ mình mới mà, cũng giống như bữa nay họ Thiên cha chỉ cho đóng hạt giống gieo xuống thì từ từ đang mọc lên vậy đó. Chưa có một cái gọi là tổ chức theo trật tự lời nói. Bây giờ chúng ta những cái người chỉ gieo với những người nào có hữu duyên để mà được qua cái sàng lọc này, để được chờ cái cơ vận cuối cùng. Hiện giờ cơ vận đang đi tới cái gear, cái khớp, mà khớp cuối cùng mà giống như lúc trước nó chưa có đồng bộ, chưa ăn khớp. Hôm nay chỉ còn có một thời gian rất là ngắn thì nó sẽ đồng bộ, nó sẽ ăn khớp. Thì lúc đó sẽ gặp được Đức Thầy, thì sẽ gặp được Minh Dương trở về dựng nước, anh Hùng ra về lần lượt dựng lại cơ đồ, lập hồi Trần Nguyên, lập đại khái là nhà Trần, lập lại nhà Trần, thế giới bình an, bờ cõi giang sang, an cư lập nghiệp. Thì đó là vậy. Thì sau này nó sẽ có những người tài. Những người tài á, hôm nay đa số mấy người tài trên thế giới không có biết về tâm linh. Nhưng mà trong tương lai, khi mà đạo Thiên Tâm sau này vững mạnh, rồi có một cái tổ chức đàng hoàng, có trường học đàng hoàng, thì những người tài đó họ cũng sẽ hiểu. Vì những nhân tài của Hội Thiên trong tương lai á, là cũng là những thầy giáo sẽ dạy cho những cái người làm bạn bè làm chung với họ trong cơ sở. Bây giờ mình gieo duyên là một cách rất là tự nhiên. Ở ngoài đó chỉ quay về hướng Đông Bắc là lại cha mẹ, rồi lấy dấu Thiên Tâm này thờ. Sư phụ chỉ là người truyền tin, chỉ nhắc lại cái đạo Thiên Tâm nó có hàng nghìn năm, hàng chục năm, chục nghìn năm trên cái quả địa cầu này. Ông bà tổ tiên của nước Việt á, cả 5-10 nghìn năm trước biết là có ông trời, lúc đó cũng chưa có biết có Phật, có Bồ Tát hay là Thánh gì hết, chỉ có biết là thần thôi mà. Hồi xưa á, nguồn gốc bên Tàu, họ chỉ biết ra ngoài trống không gian này nè, rồi ra ngoài sân, rồi họ khấn trời, khấn Phật, chỉ biết như vậy. Rồi sau này những gia đình á, người Việt Nam từ thời ông nội ông cố mình ra ngoài sân khấn cái lon sữa bò, chỉ là cái lon sữa bò nó có cái cây cột gì cái để lon sữa bò, thì cái đốt nhang khấn mỗi chiều nào nhà nào cũng khấn. Thì khấn ai? Khấn bà ông Thiên, đúng không? Ba má mình, con ra con đốt nhang cho bà ông Thiên. Ông Thiên là ông gì? Là ông Thiên Tâm.
thiến, tắm là Phật. Thì sư phụ chỉ có nhắc lại thôi. Từ lúc mà sau năm 75 tới giờ, những cái phong tục của mình bị sao lãng hết, không còn nhắc tới nữa. Rồi những anh hùng dân tộc của nước Việt Nam mấy nghìn năm lịch sử oai hùng cũng không ai nói tới, nhắc toàn là mấy cái chuyện Cát Mát Di Võ thì sao, Nguyễn Văn Chổi không. Rồi đến lúc cái bàn ông Thiên cũng dẹp hết. Đa số gia đình từ ở thành phố tới nhà quê mấy cái bàn ông Thiên giờ đâu còn nữa, chỉ có hình Bác Hồ ở trong nhà không à. Thì hôm nay sư phụ chỉ là nhắc lại thôi, chứ nó đâu phải là chuyện mới. Cái thiên tâm chúng ta đã cũ ở trên trời á, là Đức Phật Di Lạc dùng cái dấu thiên tâm này để mà cho những cái tiên chúng ở trển tu tập. Cái đạo thiên này có bao nhiêu nghìn năm ở trên trời, hôm nay sư phụ mang sắc phàm xuống thế gian con của cha để mà nhắc lại thôi. Nghĩa là nó không phải là mới, mà nó là quá xưa rồi. Chẳng qua là gì, ma quỷ nó bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng, bịt hết, không cho chúng ta biết cái gì hết, ngoài biết những gì họ muốn mình biết. Thì quên đi, quên mỗi chiều hồi xưa nhớ là ông bà tổ tiên của mình mỗi chiều, ô con đi cầm nhang ra ngoài trời khấn bạn thiên. Bây giờ nhà nào đâu còn làm gì nữa đâu. Hồi xưa là mỗi sáng thì đốt nhang bàn ông Thiên với buổi tối. À sáng đốt nhang bàn ông Thiên, buổi tối đốt nhang bàn Thiên. Dạ. Còn bây giờ sáng đốt cho Bác Hồ, rồi tối thì đốt cho Bác Hồ. Đúng không? Ở trong nhà anh Bác Hồ không? Đang phải chống cộng nha, mình nói thiệt tới. Nên sư phụ bây giờ ở trên á, cha ông Thiên tức là cha đúng không? Dạ. Thiên tức là thiên tâm mình á. Thì Thượng Đế đó, thì vô cha chỉnh cha cũng buồn. Ngày nào cha cũng thương chúng ta, mẹ cũng thương chúng ta, mẹ tạo ra trái đất này. Cái nước của mình uống với sông với ngồi á, là nước mắt của mẹ. Trong kinh Địa Mẫu có nói, thân của mẹ, tất cả các con của mẹ xuống trần, 96 dạng ức linh căn chết cũng về với nhập chung với mẹ, tức là về đất. Vậy á, mà ông Thiên thì lại quên. Nhớ ông râu dài. Ông râu dài đang với địa ngục, cần gì phải nhớ ổng. Ở đây ông quả tán ổng mới đúng. Nó ngồi cũng móc móc, lò lò vô chi không biết. Không, mình nói sự thật. Ở Việt Nam không có nhà nào không có hình Bác Hồ. Nhưng mà kiếm một cái bàn thờ, kiếm cái lon sữa bò ở ngoài ông Thiên không có. Thì cái đạo thiên tâm bây giờ á, là cha kêu con là thiên tử, thái tử đi xuống trần để mà nhắc cho họ, chứ không phải là tự nhiều người không có hiểu. Cứ nói bữa hôm có người comment vui lắm, trước khi mình đọc cái sớ mà bữa trên đây nè, cái trời ơi, ông Kiệt ông vẽ ổng là thái tử, rồi bây giờ thêm sư phụ, ông vẽ ông làm sư phụ, ông ham làm sư phụ, rồi bây giờ thêm sư mẫu nữa chết. Đây gần đây sư mẫu xuất hiện đúng không? Ấy là Phật đâu phải vậy đâu. Đó là ông trên này bên trên trời dưới nước. Thì lịch sử của mình là 50-50 á. Nước với biển. Mới có sư mẫu kiểu đó. Cái này không phải vậy, không phải ý như vậy. Nhưng mà muốn cho nhân loại á, muốn cho mọi người á, đừng có bắt bẻ, đừng có xuyên tạc, nó rất là khó. Làm kiểu nào cũng bị bắt bẻ, bảo đảm luôn. Thì như cục bột còn bị bắt bẻ nữa, như cục đá cũng bị nữa. Chúa Giêsu cũng bị đóng ba cái đinh. Phật cũng cho ăn đồ ăn của ngựa, cũng phải đi đạp gai. Thời xưa Phật đi chân không bị nó thả gai. Kiểu nào cũng sẽ bị. Cho nên thôi mình chấp nhận. Đạo thiên tâm có trên trời hàng nghìn năm, xuống trần. Bữa đó thì trước khi kết thúc đệ tam thứ chiến, thì bề trên muốn mỗi gia đình á, tại người theo thiên tâm nhưng mà không có đọc kinh là không có tính nha. Đừng có nói mang họ thiên cái là được về trời hết, không có chuyện đó. Rồi chỉ đưa cái đuốc, đưa cuốn kinh, rồi mỗi ngày á là phải lấy cái đuốc rồi gọi vô cuốn kinh sáng đường đi. Rồi chỉ là đi dẫn đầu. Giống như là giao liên vậy đó, không? Dẫn đường đi vậy đó.
ở sau hàng triệu hàng tỷ người đi đi theo cái đường mòn giống đường mòn Hồ Chí Minh vậy đó, mày cứ đi. Còn ở khúc sau mà ai mà theo cái gót của cái người kế tiếp là gót chân của Phật đó, cứ bước theo cái người kế tiếp mà đi. Mỗi người chúng ta cầm cái đuốc chứ không phải là theo nhóm, theo phe, không có phe họ Thiên, không có phe gì chứ. Họ Thiên là tất cả chúng ta đều là mỗi cây đuốc lớn hay cây đuốc nhỏ để thắp sáng lên cái màn vô minh của cái trái đất này để cho họ mau tỉnh giấc. Chứ còn bây giờ họ quá trời u mê. Ngoài kia bao nhiêu triệu con họ Thiên Mỹ hải ngoại khắp thế giới, nếu mà có nghe này, tất cả mọi ở ngoài đó đều có quyền để mà tạo công đức. Muốn lãnh lương thì làm đi, rồi đi về lãnh lương cha mẹ phát. Kiệt này cũng như quý vị, không có phát công đức là cha với mẹ phát công đức. Ai làm cái gì kéo nhiều bạn đạo, kéo nhiều cho người ta hiểu nhiều về thiên tâm là người đó sẽ về trời sẽ được thưởng. Chứ sư phụ cũng không có mà đông chừng nào thì sư phụ được thưởng, cha thưởng lớn chừng đó. Thì là tạo Facebook, tạo YouTube riêng, làm thơ hay là muốn làm kiểu gì hay là làm hình ảnh. Người nào mà dở nhất cũng phải biết làm hình, bỏ lên những cái gì nói tốt về cha về mẹ. Đừng có nói tốt kiệt nha, nói tốt cha mẹ thôi. Sau này nhân loại không có được ai thờ mình lại mình nha, để cái hình như bạn bè thì được. Rồi có quyền làm luôn website nữa, làm website riêng. Kiệt chỉ có một cái website chính nhưng mà chưa làm xong. Có ngoài kia mà ai mà làm sai hay là dùng thiên tâm để mà làm chuyện không có đúng á, thì tự nhiên phải biết có chuyện gì sẽ xảy ra với mình và gia đình mình rồi đó nghe. Không phải là mình nãy đâu, mình biết cho mình biết tên này mình khấn, mà nếu làm bậy là mấy vị phạt gán chịu á. Mình là thiệp, vàng tức là vàng, thao tức là thao. Ai nói gì á, những đứa con họ Thiên á phải vững lòng tin, không có nghiêng, không có ngửa. Có những đứa con họ Thiên á, thời gian đầu, rồi cái từ từ cái về nhà, cái đông người quá, cái gia đình anh em chồng con ngày nào á cũng nói ra hết, cái bắt đầu ngã lòng, đó là tự mình không có vững lòng tin, thử thách là từ chỗ đó. Cho nên tất cả các họ Thiên đều đứa nào cũng vì thử thách hết. Còn vượt qua hay không á thì ăn thua mình có bản lĩnh hay không, có đủ trí đủ dũng hay không. Màn đời này sắp kéo, sắp hạ, sắp sửa rồi đó. Chừng Biden nửa đường gãy gánh đại ca Trump lên cái là xong. Bữa hổm mình khấn là có tên của đại ca Trump trong đó để mà ổn định thế giới. Tại vì mặt vô vi nó cũng ảnh hưởng chung với cái mặt hữu hình này. Cái mặt hữu hình này phải cần có một người tánh tình kiểu như ông Trump vậy mới dẹp loạn được cái đám khùng khùng hiện giờ trên thế giới này. Em như là ai cũng nổi điên, ai cũng khùng hết, ai cũng ăn hiếp ai hết, dữ quá. Thì cần có người giữ giữ một chút. Chứ kiểu như Biden, ổng hiền thì ổng hiền, mà giữ thì ổng không giữ, mà ổng cứ hề hề không à, ổng không có mạnh. Thì thành ra chúng ta chưa có được lập hội Long Hoa là do ông Biden ổng yếu quá. Chứ gặp như ông Trump ổng liên tục mà bữa hổm á, thì ổng chiếu tướng cái là thôi, bây giờ Trung Cộng chia 5-7 thì giờ mình đi về Việt Nam hết rồi, mình đâu có trễ, bữa giờ cơ vận trễ gần 10 năm. Nhưng mà cơ vận sẽ bắt đầu đi đúng đường trở lại á. Tốt đàng hoàng, ôn hòa, nên con thấy đó là điều trúng nhất đó.
Ủa, mấy tuần trước mình nói vụ bệnh, bây giờ ở Việt Nam bệnh tùm lum tại nó giấu. Ủa, từ xưa giờ đi theo chư hộ gần biết nhiêu năm mà bộ mấy kia nói chật hết à? Không, những cái đài này, đài của thiên đình làm sao nói chật? Tất cả những gì đều nói trúng. Chỉ có một cái là về phòng trăm hồi xưa đó, là mấy vị nói trúng về phần lý. Là khi mà ổng bị ăn gian lá phiếu á, bị ăn cắp cái lá phiếu. Rồi ông Biden lên á, là stolen á. Thì chẳng qua là mấy vị lúc đó giải thích như vậy. Ông chọt Washington á, lúc buổi chiều đó, cỡ giờ này, buồn quá, cái lên ngồi, cái ông hiện về, ông ngồi, ông nói. Ông nói, ngài đừng lo, chưa có xong. Đó là ông chọt Washington lúc đó, bữa đó, ông về, ông nói vậy. Chuyện chưa có xong, tam quyền phân lập nước Mỹ á, vì có bị cái nghiệp nặng, xém chút bị chia làm đôi. Cho nên ông Trump phải trở lại với cái đầm lầy lúc đó, đó chưa có tác cạn. Ông Mike Pence á, chưa có lòi cái mặt chuột ông ra, đúng không? Thêm cái laptop của Hunter Biden chưa có lòi ra nữa. Thì mấy vị nói là nhờ ông Trump ổng xuống, nhưng mà có quyền lực ổng lại mạnh hơn, là vì ổng ảnh hưởng với uy tín của ổng. Từ đó đó, cho nên ông Biden ổng có ăn hối lộ của Trung Cộng, mà ổng có nương tay Trung Cộng. Tại ổng sợ ổng không nương tay Trung Cộng đưa những cái bằng chứng, ổng ăn hối lộ của Trung Cộng thì ổng cũng mệt. Nhưng mà ở sau lưng á, quốc hội cũng vẫn tiếp tục vẫn căng thẳng với Trung Quốc, Trung Cộng, không có nương tay. Thì tới ngày hôm nay á, thì để cục viện đảng nào á, cũng vẫn tiếp tục là không có nương tay, cứ một đường là đi thẳng. Nhưng mà cái kế tiếp này là gọi là final finish. Mỹ mình gọi là final finish, còn Việt Nam gọi là gì, danh từ gì cho hay ta? Chốt hết hả? Cọc hết. Chốt là tiếng dốt, mình không có xài chốt nữa. Mình đừng có học mấy cái tiếng dốt của mấy cái tụi nhỏ thời nay. Mình phải nói gì là tổng kết của tổng kết. Giống như tò bạch ốc, người ta hay nói Nhà Trắng, Đại Thất Hạm Đội nói là cái gì đó, tàu sân bay. Ta nghe Đại Thất Hạm Đội nghe hay không? Nhiều danh từ ta nghe không, học cái hay không, học cái ngu không, học cái dở không. Thì nên tổng kết của tổng kết, thì ông Trump lên là để mà tính sổ hết, tổng kết của tổng kết. Bữa hôm mình đọc cái bài sớ đó, mình khá là hy vọng, cha cũng approve là chấp nhận. Nhưng mà bữa cha cũng có ngồi nói khuyên mấy họ thiên á, trên thế giới á, này lời của mấy chư Phật nói tất cả các họ thiên á, là gán tu tập giữ vững lòng tin, Đức Thầy sẽ quay trở lại, chư phụ sẽ được đi về Việt Nam làm phân nửa phần còn lại, mà cái nhiệm vụ mà nhảy xuống như thế gian này mang cái xác phàm ngồi đây á, là mới làm có 50%. 50% cũng chưa nữa, chỉ mới cái gieo hạt giống thiên tâm thôi là tự động từ từ nó mọc lên giống như cỏ vậy. Còn trong tương lai á, thì phân nửa 50 á, thì nó như thế nào thì mình cũng đang ngồi chờ. Trước khi cái xác phàm này già phải không, lái tàu không được phải không, ngày qua còn lái tàu chính xác phải không, biết lướt sóng rồi biết tính gió, đậu vô bến cũng giống như tàu đò mà Cà Mau gạch giá, Cà Mau gạch sỏi vậy đó, dựng lại nữa. Cũng còn ấy lắm, mà lâu ngày không có điều khiển tàu á. Chiếc tàu là tàu lớn á, đâu phải là tàu nhỏ, đâu phải dễ lái đâu, nó hai máy. Phụ lái bằng hai máy phải không, cái máy dè, cái máy tới. Chứ không có sử dụng bằng tàu qua lăng. Nó tới thì hai máy tới, dè thì cái nó đi số dè. Có những cái một máy phim tay phải nó chạy tới, máy phim tay trái chạy dè thì nó thành chiếc tàu quay qua quay lại. Tức là hai bên nó hai cái chiến dịch thì điều khiển bằng hai ngón tay nè, vậy thôi. Cái tay lăn chơi là không phải điều khiển bằng tay lăn. Cái này quay cái cỏ này đẹp nè, để cho ta
Nãy sư phụ hỏi ai làm, đẩy nói là có Trinh. Trinh có ý kiến. Tại vì khuyến khích mọi nhà trên thế giới, khuyến khích mọi nhà trên thế giới làm y như vậy, làm đá rồi thả bông vô, để cho chư thiên họ đi trên trời, họ nhìn xuống, họ ghé thăm gia đình mình, thì gia đình mình đừng có nhiều may mắn, cũng là cái giường bông. Còn ai muốn thích trồng bông gì cứ trồng, ở Việt Nam hợp bông gì mà nhận thọ hay là cái gì á thì trồng. Còn này bông này kêu là cái gì ta? 10 giờ hả? Bông 10 giờ à, nghe tên quen quen á. 10 giờ nó nở. 10 sáng hả? Đúng, 10 giờ nó nở, buổi trưa giờ nó nở. Nó nở thì nó phải mà không hết nắng thì nó tàn. Nó đóng lại đó chứ nó ngủ. Nó ngủ khép lại. Đúng là bông 10 giờ ha. Còn bây giờ mình 6 giờ chiều cho nên hết nắng đi ngủ. Đang ngồi nói chuyện vu vơ, nói về cái bụi bông đẹp để cho mọi người, mọi gia đình làm cái này cho chư thiên dư ngoạn đồ, thấy xuống trái đất trò vườn bông thiên tâm. Cái này mình gọi là vườn bông thiên tâm, vừa có công đức, vừa có blessing, nghĩa là có may mắn cho gia đình, rồi vừa thỉnh mời chư thiên chư Phật ghé nhà mình chơi. Mình dễ gì mình thỉnh nổi. Mấy đại gia lúc mà có nạn á, cầm một bó nhang hay là mướn thì dùng chữ mướn, thì mướn 1000 mấy ông thầy tới mà đọc kinh, chưa chắc mấy chư thiên ghé thăm. Mà nhiều khi cái vườn bông chơi chơi vậy, mỗi ngày á, có mấy chục chư thiên ghé thăm cũng không chừng nữa. Nhà mình có nạn gì mấy gì đỡ hết. Nhưng mà ngược cái nữa là ma không ghé thăm được. Tại ma nó kỵ cái này lắm. Ma nó cũng giống như năm loại mà, loại mã tấu, loại kiến cận, loại Phật tử, loại con chiên với loại sân trước sân sau á, vào á, là nó ghét âm thanh của vũ trụ cực kỳ. Thì ma nó cũng y như vậy á, nghe cái giọng vũ trụ nói chuyện nó không có chịu nổi, vô cái ốc của nó sốc. Còn con ngồi thiên thì nghe thì dễ ngủ, nghe ca cũng dễ ngủ, là nghe đọc kinh cũng dễ ngủ, nghe nhỏ nhảo chót chót trên mạng cũng dễ ngủ nữa. Là cái điển thanh nó dễ ngủ. Tối nay ở núi Thiên Long Sơn mấy đệ tử mua bắp rồi ha, nướng bắp rồi. nướng bắp với thưởng thức đèn của Yến với Mỹ Mỹ với Gina. Còn mình trong buổi chiều ở đây nó yên tĩnh dễ sợ. Núi Thiên Long Sơn nó không có máy bay bay ngang nè. Nó không có đường gầy xe lửa nghe, nó không có đường xa lộ freeway, nó không có nhà gần nhà dân nữa, cho nên lúc nào nó cũng yên tĩnh hết, lúc nào nó cũng có tiếng chim hót đều đều. Ngồi thiền ở trên đây rất là thanh tịnh. Lúc nào cũng thanh tịnh mà. Không, nhưng mà lên đây ngồi cái con cảm giác thấy khỏe. Khỏe, nhẹ nhàng. Đến đây có tổ đứng đó, có mấy vị hộ pháp ở đây.
thay bông, đổi đổi gốc này hả? Đổi gốc gốc qua gốc của ông Sơn Thần này. Ngay gốc này để mình đi qua gốc này. Thiên Long Sơn buổi chiều. Này của Long Làn. À được, lấy đây xá ổng một cái. Đây cái ông tài thần Ai Sơn lại đẹp quá. Này chắc không biết Ai Sơn lại ông đẹp. Ông em tiền. Này là Bạch Long. Con muốn quay không? Đến là muốn quay cầm quay. Ở đây. Ở đây muốn quay kiểu này. Đó, chốt sao đi ở dưới đó đó, thấy mấy cái nhà nhỏ nhỏ đó, cái diện tích này nó rất là nhỏ, của thành phố San Jose nó không bằng một hay là hai quận của Sài Gòn nữa, nhưng mà một năm nó làm ra một mình cái thành phố này gọi là Silicon Valley. Ở dưới kia mình đang nhìn thấy là khoảng 300-400 tỷ, ở dưới đó có những hãng lớn là đó là Apple nằm về hướng đây nè. Apple còn đứng đâu ngoài. Apple là hãng lớn đây, Intel, Google, Facebook ở dưới này, Yahoo dưới này, Cisco, IBM,
Applied Material, Lam Research, KV10 Core. Rồi là những cái hãng chip, tất cả những hãng lớn là đều quy tụ về cái thành phố này. Nhưng mà diện tích đâu bao nhiêu, nó chiếm là 25% tiền thu nhập của nước Mỹ, khủng khiếp. Giả sử mà cái thành phố này là cái đám gọi là cái đám gì gọi là gì ta khẩu tả, cái đám gọi là hai thách, bữa Trần Nhung không hay chửi kêu là gì, Tesla cũng nằm dưới này nữa, Elon Musk nằm dưới này. Sau này nước biển cái đó là San Francisco, San Fran mà nước mà dâng lên á, khoảng 100 năm thành phố San Jose sẽ bị nước ngập một lần. Mà nó mà chỉ cần ngập lên chừng 5-10 thước cao thôi là nguyên cái điện tử thành phố này, thành phố ma lập tức liền á. Khi văn minh chừng nào họ ác chừng đó, họ đối xử với Thiên Long Sơn rất là bạc bẽo, cũng giống như hồi xưa chuyện tắm cám vậy đó. Họ đối xử với Thượng Đế, với Phật rất là không có một chút nương tay. Họ ăn hiếp đủ điều hết. Để mà đóng cái cửa Thiên Long Sơn thì sau này cũng sẽ có cái nghiệp, mà không biết cái nghiệp lớn hay nghiệp nhỏ. Mà khấn hoài á, mấy vị nói sau này nó sẽ bị nghiệp. Chắc lúc đó hài thách trở về Việt Nam hết rồi quá. Gì nó cũng có nhân có quả. Tạo quả nặng quá. Quả báo. Nó chỉ kỳ thị mình là người Việt Nam, Á Châu. Đó ăn hiếp. Tốn tiền giấy tờ mấy triệu bạc. Cái lúc trước, lúc đầu không có lộ cơ nói với tụi Mỹ thì nó coi mình là Việt Nam, Á Châu phải không? Sau này thù tức quá, cái nó ăn hiếp mình đường cùng, giống như kiểu bà Phương Hằng bị ép gì đó. Thì nó nói, tao là Chúa Xô Tái Lâm, tao là thiên tử. Là gì cái nó cười, nó nói mày bị ăn hiếp quá, mày bị điên luôn rồi. Cũng bó tay luôn. Nó nói cái núi này rất là linh thiêng, nó như Jerusalem trong tương lai. Sau này hàng tỷ tỷ người mà về đây á. Rồi tới cuối cùng mình nói thiệt luôn, nó cũng cười, nó còn ăn hiếp tiếp nữa. Nó mày điên quá, cho mày điên luôn. Mấy tụi Mỹ. Để lúc đó mình tức quá, mình nói cho nó biết. Mày đừng có ăn hiếp cái núi Thiên Long Sơn là gì. Cuối cùng nó cũng làm tới nữa. Đúng là... Tại sao này á. Tụi mày có gì á, đừng có nói là tao không có nói cho mày biết nghe. Mình nói nó cũng cười à. Ở chúng sanh nhiều lúc mình thấy cũng ngộ quá. Hy vọng ngày nào đó nó sẽ biết hết. Hoặc mình đâu có muốn ai bị gì đâu, chẳng có là nó tự tạo nghiệp của nó. Không giống như hồi xưa Đức Thầy lúc mà mới, ai cũng nói Đức Thầy bị khùng đúng không? Đâu ai tôn trọng Đức Thầy. Thì bây giờ Thái tử Thiên Nhãn Thiên Tướng Kiệt nhầm nhọ gì. Vậy mà có thằng nào mà khùng khùng nhảy cờ giật như Michael Jackson thôi là thôi. Đội lên đầu, nó cuối cùng Michael Jackson xuống địa ngục mà đâu biết. Chuyện thật sự nhiều lúc anh nực cười lắm. Hiện giờ cũng vậy nè, Việt Nam cũng vậy. Thank you.
nhưng mà đến thời tận thế cuối cùng của cái sổ số, số thì phải sổ cuối cùng của hạ hạ quân phải đổi qua thời thượng quân thì thiên tử được lộ cơ, mà nó lại là khác hơn, khác thường. Cơ trời cũng được lộ này nọ, không, họ nói đủ lý do hết. Họ nói mình ảo, họ nói Thiên Tấn Kiệt này ảo, Thiên Tấn Kiệt này cái gì gì đó đủ thứ hết, đủ thứ sỉ nhục thậm tệ. Cái mình mới ngồi ngược lại, tôi biết tôi là ai. Còn tất cả những người ngoài kia mà không hiểu thì cứ gán ghi nhận mà nghe, chứ đừng có phát biểu linh tinh rồi lúc đó sau này hối hận không kịp. Ai ảo ai thật thì từ từ sẽ hiểu. Mình từ bi mình xuống đây mình nói trước để mà cho có cơ hội để mà thay đổi. Đến khi mà chuyện đâu đã rõ ràng rồi đó, muộn hết rồi. Sao con quay gần quá nhỉ? Để đến đó con quay. Con quay đây này, đây. Quay có cảnh không? Có, dạ có. Hả? Dạ có. Con quay gần quá nhỉ? Nay nhìn qua đẹp hơn. À, ok, nhưng mà quay gần quá. Lại đó con ngồi quay đi. Cái hình ảnh của sư phụ đó dần dần là lộ ra bằng nhiều cách lắm. Ví dụ như những người mà họ đã bắt đầu tin rồi thì họ quay hướng Đông Bắc, thì tự nhiên cái chim bao họ thấy sư phụ về cứu họ, khi cần có họ vỡ lên thì có sư phụ xuất hiện liền. Thì những cái đó nó đồn ra từ từ, từ giờ tôi thấy nó như là cái làn gió vậy. Nhưng cái đó đó là những người hiểu về tâm linh. Thì khi mà họ thấy cái đó thì gia đình họ nói họ là mê tín. Cái sàng lọc nó rất là cực kỳ, rất là khó. Bởi vì trong gia đình có một người hiểu về tâm linh thì một người đó được độ. Còn 9 người không có hiểu về tâm linh, 9 người nói ra ngày nào cũng nói riết, cái giống như nguyên đống cua vậy trong cái nồi vậy. Cái con nào mà thoát ra được thì mấy con kia nó kéo xuống hết. Cho nên họ thiên chúng ta đã theo sư phụ bao nhiêu năm á, từ từ cũng có sẽ đứa cũng bị cua kéo xuống nữa. Cái điều đó công nhận có, nhưng mà cái đa số trong tôn giáo và hảo kính thưa sư phụ là họ có cái niềm tin về tâm linh rồi, cho nên họ nghe hào đồn cái họ suy ra. Cái thứ nhất là sư phụ phải nhắc nhiều về đức thầy, thứ hai là chính cái hình ảnh thầy là... Ủa, nói nhắc nhiều thầy, nói mình mượn đức thầy để mà nổi danh. Tào lao, bây giờ đức thầy không xuất hiện, cơ trời mà không đi đúng, không biết kiệt này trốn đâu á, cùng đất nữa. Đúng 100% đó. Ai vậy đâu Phật, đúng không? Bây giờ giống như mình triệu phú, mình mặt mũi mà như vậy, chuyện sao thiệt là mình nói thiệt, nhưng mà bên ngoài người ta vẫn không tin. Thì cái chuyện đó đó mới gọi là 10 chết 7 cộng 3. Quan trọng là bây giờ nè, Hùi không có lo mấy cái người mà vô minh đó, năm cái loại khó độ đó mình không có lo. Mà cái loại mấy đứa con họ thiên á, cũng có nữa. Có đứa đó về nhà bị 9 người vô minh trong gia đình á, ngày nào cũng nói xiên nói xỏ. Rồi cái cộng lời á, lúc mà mong ngày nào cũng khấn, gặp Minh Vương, gặp Bồ Tát, gặp Phật sống, gặp con của ông trời này nọ. Đến lúc gặp rồi cái con trời cũng bình thường quá, cái ngã có lên nữa. À, cái đó cũng là một chuyện nữa. Thì lỗi của ai? Dạ có, cái đó có. À, tại cao đồ lớn tuổi rồi, cao đồ nhất định là gặp Minh Vương rồi phải về trời thì cao đồ không có. Nhưng mấy đứa nhỏ nhỏ ha, nó tu chưa tới. Tại vì chưa tu chưa tới là từ từ gần Minh Vương giết không ngã nó lên nữa thì cũng bị nữa. Cho nên nó đủ dạng để mà thử thách. Vì cái nghiệp của họ nó kéo họ. Tại vì họ không có chính kiến, chứ họ không có tu tâm thì họ phải chịu thôi. Còn những người còn lại cái nòng cốt thì họ vẫn tuyệt đối. Rồi cái chưa tính nữa nha, chưa tính quỷ ma ngoài kia sư quốc danh. Cái họ ra gặp mấy ông đó nữa là rồi xong, kéo màn.
một con cua bị kéo vô nồi. Dĩ nhiên phải có sự rơi rớt, nhưng mà cái người có tâm đạo thì họ tin tưởng tuyệt đối thì họ sẽ được gần thánh thiện, hoặc gần gần trời, gần cha, gần mẹ. Cái số ra trời đạo thì có nhiều lắm, vì vậy mình tin vững chắc. Xong Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Ủa đó Phật có dạy cá này hả? À? Trong kinh nào dạy này vậy? Không có. Ở kinh Phật có không? Không có. Coi lại coi Tam Đại Tạng Kinh chắc có. Chứ giờ tăng ni không mà sao ca Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm? Tại vì cái nó theo cái luật khác. Xong để mình ca theo à. Hãy gán thuộc lòng bản này. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Hay là Phật thôi. Đến nay à, bữa nay không biết cái này đây này, tự nhiên cái ông Đức Giáo Hoàng ông lấy cái khăn cài vàng ba dọc đỏ ông quấn nữa, thêm nhiều chuyện lạ. Có nhiều người bữa nay lên comment hỏi sư phụ, ủa sao cái miệng của ngài nói gì chúng đó, cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước hết cái đồng tiền ở Úc, rồi bữa nay Đức Giáo Hoàng lấy cái khăn cài vàng ba dọc đỏ quấn nữa. Cái chuyện đó chuyện thiên cơ đó rằng không biết có thiên cơ không, mình đâu biết, mình chỉ là người truyền tin thôi, chứ còn chuyện đó là phải hỏi Thái Thượng Lão Quân, ổng cầm sổ với cha với Phật mới biết chuyện đó. Còn mình là ở trên trời, mình là thái tử nhỏ xíu à, mình đâu có biết, mình chỉ có bổn phận truyền tin nha, nhiều chuyện lạ vậy đó. Nhưng mà cái bài Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm, bài đó hay nghe, vậy phải nghe, họ thiên phải gắng học thuộc lòng bài đó. Nhưng mà sao ngộ ta, ở trong chùa thiếu một bài ca, không ca đi ca bài đó. Cũng do quyền lực, do không. Thôi này không phải là bình luận, ngon phải ngồi nói chuyện nha. Này vô mạng nghe cao độ. Bài đó cũng hay đó, ca cũng nhịp nhàng không. Cả mấy trăm tăng ni mà vỗ tay Việt Nam Hồ Chí. Hàng chi nếu không, rồi cả trăm triệu mấy đứa nít với dân Việt Nam. Hôm nay đâu có biết nhân lễ nghĩa chứ, là cũng nhờ Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Cũng nhờ có nhiêu đó thôi. Mà trăm triệu dân bây giờ á, đi thụt lùi lại thành đồ đồng, đồ đá. Mình chỉ chuộng cái thiện, chứ mình không có chính trị, không có theo cái ác, theo cái thiện thôi. Ở trên trời á, nó có Atula, nó có thiện thần, ác thần. Xuống thế gian có cộng sản quốc gia, rồi những cái người mà con cháu của ma quỷ là Atula đó, nó xuống đầu thai lại. Xuống đầu thai lại như vậy. Rồi mình con cháu của Phật thì mình cũng đầu thai như vậy. Thì xuống đây nói vòng vòng cũng mà tránh với tà. Tại trong cái hình bát quái nó chỉ có nửa màu đen, nửa màu trắng. Thì mình thuộc về bên màu trắng thì mình cứ ấy. Chứ đâu phải chính trị. Còn chỉ có hai bên khác nhau. Thì là một bên á, thì có những chuyện không bao giờ là dám làm, là vì sợ nhân quả. Còn một bên là chuyện gì cũng dám làm, không cần phải suy nghĩ, miễn đạt được mục đích. Hai bên khác nhau cho đó. Bởi vì có một lần nói chuyện với một cái vị rất là lớn trên trời. Cái mấy vị kể chuyện ở trên đó Atula với mình đánh nhau như thế nào. Cái vị đó mới kể là ở trển á, mỗi lần mà ra trận á, Atula á, nó chỉ có giết thôi, nó không cần phải suy nghĩ. Còn bên của thiên đình á, là của cha đó, với thiên tướng là của cha đó, mà bắt được cái thằng Atula đó, mà trước khi mà giết nó đó, phải hỏi nó, hey, mày có quay đầu không?
mày có hiền lại không, mày có tu không, cứ nghe là cho nó cơ hội để hỏi. Còn thằng kia là nó cứ nó chém thôi, cái mình mới biết ủa trên đó không có thân người, thân tứ đại này không có cái thân người làm sao chết, cái mấy gì nó chết thiệt, cái chân thần của mình á là cũng có chết à. Rồi cái lúc đó sư phụ mới hỏi gì chứ những cái người thiên tướng mà bị Atola nó chém chết ở chảnh á, rồi những cái gì đó đi về đâu, cái nó mấy gì đó cũng giống như thế gian của mình á, cũng được cha thăng tiến rồi cho một cái thân khác, rồi cái ở một cái tầng trời khác, rồi hoặc sinh hoạt tiếp. Cái thân người, cái chân thần của mình có chết, nhưng mà cái tánh linh của Thượng Đế cho không bất tử, cái hồn bất tử. Cái thân này là cái thân của trái đất, ở cõi đó nó có cái thân của cõi đó, cõi cao hơn nữa nó có cái thân cõi cao hơn. Món tầng trời, cái thân người của chư thiên á nhìn khác nhau, cũng giống như người thành tinh vậy, có người thì lùn 4-5 feet, có người 10 feet, có người cao hơn nữa, có người hình con thằng lằn đại khái. Đó là mỗi một tầng trời cái chân tướng khác nhau, cũng giống như mình sống chung với mấy loài thú, thì có con hai chân, có con có cánh, có con bốn chân, có con bò, thì trên kia cũng vậy. Thì mình cũng đang sống với họ nè, họ cũng có thần hồn, mấy con thú nó cũng có thần hồn, là một cái thế giới của nó. Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm. Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm. Bản này tên gì nãy giờ lâu quá không có nghe, bữa nay nghe lại cũng hay á. Bữa nào mình lên mình làm cái clip mình cả hết mấy bài của hồi nhỏ học á, nằm mơ vào cái hồ là cũng nhớ rồi nè. Sóc bơm bò phải không, tiếng chài cua hợp thùng gánh lửa. Sóc bơm bò không, quên bản đó. Có bài gì nữa ta, Trường Sơn Đông lại nhớ Trường Sơn Tây vậy đó. Ô nhiều lắm mà sao giờ không ai ca mấy bài đó. Không thì mình phải ca lại để cho 100 triệu dân nhớ lại mấy bài đó. Trường Sơn Đông là nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Đông anh đi bên ấy cái gì gòi đó. Này tối mặt quá sao rồi. Tối mặt hả? Dạ. Sáng không? Dạ, đã được. Này cái clip nó nghe. Chiều ở Thiên Long Sơn cảnh thanh tịnh đó, thấy cái mặt hồ, quay cái mặt hồ đây. Giờ làm clip ngoài trời nhiều lúc cũng ok. Cái này 10 năm lúc mới mua núi này, cái ngồi thiền nhìn thấy ở dưới này có một cái chợ, toàn là nhà người ta ở trong này không, cái mình mới nói không lẽ sau này người ta đi xe lấy cái sân gôn này người ta xây nhà sao. Cái đầu tối ngày cứ khấn, tại vì mình có cái cảnh này là không thể trả tiền mà người ta làm cỏ để mà cho nó đẹp kiểu này á, mỗi tháng là 50.000 á mình mới có cái view phải không. À, còn mà không có cái sân gôn á, nó cái núi Thiên Long Sơn nó xấu, nó thành cái màu vàng là cỏ đồ hồ đồ, lúc đó bèo đồ mở tùm lum nữa. Nên giữ thiên nhiên đẹp, đừng có xây nhà, đừng có đem người vô. Cái Thiên Long Sơn cách chỗ Việt Mia Thao khoảng 20 phút lái xe, còn cách chợ Búa ở Việt Nam khoảng 5 phút, cách thành phố San Francisco khoảng 45 phút lái xe, cách Phước Lộc Thọ khoảng nhiêu ta, 6 tiếng lái xe, 5 tiếng rưỡi lái xe, cách Houston, Thiên Long Giang bay máy bay 3 tiếng rưỡi, lên ngồi máy bay ngủ giấc tới Thiên Long Giang. Cho nên lúc đi Houston lẹ hơn đi miền Nam Cali, Phước Lộc Thọ.
ra phi trường cái ngồi cái là tới Houston. Đây lên Seattle khoảng 1 tiếng đồng hồ máy bay. Vancouver cũng cỡ 1 tiếng. Đây về New York mấy tiếng ta? 5 tiếng hả? À, đây qua New York khoảng 5 tiếng. Đây qua Washington DC cũng cỡ đó, 5 tiếng máy bay. Ok rồi, quay anh dọc cho khe. Clip này quay chơi nãy giờ cũng 1 tiếng mấy rồi. Đây là thị cung Thánh Mẫu, rồi con của Long Dương, quốc thờ. Cho nên nói trước hãy có một chút nước. Ai mà thờ dưới Long Cung đó, ở đều phải có cái nước. Tại cho binh tôm tướng cá họ không có đủ lực đó, họ nương theo cái nước để họ lên. Đây là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chiều không có gió. Quay phim chút. Tháng lần này là bên đây là thiên nữ lần của thiên đình xuống có điện rồi. Này thiên nam lân ở trên, thiên lân ở trên trời. Nam bộ này có Tý Sửu Dần Mèo Thành Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Này đây, đây là rồng, đây rồng rồng. Tý Sửu, Sửu là con trâu, con trâu là đây, đây là con trâu nè, nhiều lắm. Nhìn nhìn hồi ra đúng 12 con giáp trong cái hồng long bộ này. Sao lưng nữa chứ trời. Thì mấy con nữa, con chuột nó cho con chuột nằm dưới này, con mèo ha, con gì bên đó nữa. Này là 12 con giáp toàn đồng bộ. Thân là này, này còn lăn dê là đây, đây là lăn dê, đây lăn rồng. Thank you.
buổi chiều. Việt Nam Hồ Chí Minh mỗi năm. Việt Nam Hồ Chí Minh mỗi năm. Cái hoa này bữa chiều héo. Này mới dạ là Hán. Nghe đây đây năm 2017, ngày 16 tháng 3 2017, Đạo Thiên Tâm ra đời ngay đây, ngay nơi này. Tất cả các gì đây đều có điển hết. Đây là những gì mà đang lo cho hội Long Hoa thời kỳ cuối hào quân. Đa số đều có tượng này hết. Chúng ta sâu ai làm rồi. Hồi xưa không có tượng của ngài Minh Đăng Quang. Sau này cái ông gì ông cầm lên, ông nào ông cũng là người giúp hội Long Hoa. Sao không có hình ông ở trong này, nên giờ cũng bỏ vô. Cái này Đức Huỳnh Phủ Sổ, con này Đức Phật Thầy Tây An, con này Thầy Công Thánh Mẫu, con này Thầy Tị Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cái này ngài Đại Thần Nguyễn Công Trực, này ngài Lan Diệt, tất cả những gì đang lo được việc này ngài Nguyễn Thái Học, này Trần Quang Khải, Sư Phụ Thượng Tây Công, Ngài Địa Tạng hoặc là Địa Đà, cái này Sư Phụ Hòa Thượng Tuyên Hóa, cái này ông Thánh Peter ở đó thường về nói chuyện để mà lo cho cái nối ngài các là hiển linh ông Thánh Peter. Ông này ông Đại Công vua nước Tào.
vua nước Việt, ngày nay là George Washington vua nước Mỹ, chỗ này là thập bát la hán, ông tiên lôi, cái này là năm mè ngũ hành, mấy châu Âu, mấy châu Úc, châu Mỹ, châu Thái Bình Dương, châu Á, này tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Đây, nơi này rất là linh thiêng. Này bị trượt bị gì lên đây là được giải hết. Này gọi là tọa lộc la hán, lộc là chắc là con này à, con lộc gọi là tọa lộc la hán. Cái này trầm tư la hán. Cái này ông này, ông la hán này ông cười, ông gọi là tiếu sự la hán. Đây tên mấy ông la hán, tiếu sự la hán. Ông này là ông này ông quẩy cái đồ đi ngoài đường á, gọi là quá giang la hán. La hán mà có điều là quá giang la hán nè ha. Cái gì nè, đây là quá giang la hán. Còn này là thâm thủ la hán. Thâm thủ là hán. Còn gì này là khánh môn là hán. Gì này là khánh môn là hán. Còn gì này là khoái nhĩ la hán, tức là ông nghe phải không, khoái nhĩ la hán. Khoái nhĩ la hán. Gì đây tên là Trường Na La Hán. Còn như này banh cái áo ra, banh cái ngực ra, gọi là khai tâm La Hán.
hai tâm là hán. Còn gì này ngồi trên con voi đọc sách gọi là kỵ tượng La Hán. Kỵ tượng La Hán, tượng tức là voi á. Kỵ tượng La Hán. Ngồi gì này nằm trên hai cuốn sách gọi là Ba Tiêu La Hán. Ba Tiêu. Mới vậy La Hán. Còn gì này là Khánh Hỷ La Hán, ông cười cười. Còn gì đó Phục Hổ La Hán. Gì này là Hàng Long La Hán, cởi rồng. Hàng Long La Hán. Cái này là Bố Đại La Hán. Cái này là Bố Đại La Hán. Như đây là Cử Bác La Hán. Ông này là ngồi thiền gọi là Tỉnh Tọa La Hán. Ok rồi, xong. Làm cái clip nhỏ nhỏ. Ok, thôi tạm biệt nha, hẹn các clip kế tiếp. Xin kính chào A Di Đà Phật. Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm. Thuộc lòng rồi đó. Kính thiêng đã chiếu xuân trầm, mở ra chân đời thiền tâm cứu đời. Ấy là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chân đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chân, không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đau, tà giáo xuất hiện
phong trào tu tâm. Lắm người tin tưởng sai lầm, pha phạt thời gian chìm đắm mê mê. Cho nên thường để ra ngoài, mở ra thiên tâm đạo này chứ ma. Vậy thì hai từ nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong. Hùng hồ hơn hả? Hùng hồ hơn. Kính thiêng đã chiếu xuân trần, mở ra chánh đạo hiền tâm cứu đời. Ấy là ơn phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quang Âm. Tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đâu, ta giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Lắm người tin tưởng sai lầm, pha phạt thế gian chìm đắm mê mê. Cho nên thường để ra oai, mở ra thiên tâm đạo này chứ ma. Vậy thì hai từ nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong. Hai trời không mời theo xác phàm trần, tu sao cho xứng với ơn thương hoàng. Nhà này đánh trống dồn á, thắng trong lên để cho Việt mà. Bữa nay có cái bài gì đó, Việt Nam Hồ Chí Minh đó. Việt Nam Hồ Chí Minh một năm. Rồi nào ca đi, tự đấy lên khỏi tự ca rồi. Qua microphone. Ai có ca không, nó khác hơn ca trong microphone á. Dạ, đúng rồi, tại microphone nó làm nó filter out cái giọng mình. Còn ca ngoài nghe dở hơn hả? Đúng, giọng sư phụ cáo thấy. Ở ngoài hả? Dạ. Không có microphone mà. Sao nghe? Mặt con quay đi, con cười con. Có lần. Thấy sư không có hai thấy mạnh. Để thuộc ca. Kệ người ca bản này nè. Về ca Nhật lính nè, phải không? Việt Nam Hồ Chí Minh này muôn năm. Giờ không được ca Nhật lính. Tối rồi. Mở trong bóng chiều một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lằn lùng theo trong dồn.
Trên khô đồi nương êm trong chiều buồn, xa biên khô trong mộc chiều sương âm mô âm thầm chen khói mù. Bao an kiên đang về hú với gió là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chí nuôi cảm ơn muôn lời chiên còn vang. Hồn quốc cường còn mang đến phúc chiêng thang, sau hẳn đời lập tang. Gương anh linh đã bao lần vây máu, còn xác xây thần thời gian luống vô tình. Rừng tràm phai sắc thấp thoáng tàn cánh, hơi người chiến sĩ vô dân. Mờ trong bóng chiều một đoàn cuồng thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lằn lùng theo trong dồn. Trên khô đồi nương êm trong chiều buồn, xa biên khô trong một chiều sương âm u âm thầm chen khói mù. Bao an khiên đang về đây hú với gió là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chí nuôi cảm ơn muôn lời thiêng còn vang. Hồn quốc cường còn mang đến phúc chiêng thang, sau hẳn đời lấp tan. Gương anh linh đã bao lần vây máu, con xác xây thần thời gian luống vô tình. Rừng tràm phai sắc thấp thoáng tàn cánh, hơi người chiến sĩ vô danh. Người chiến sĩ vô danh này, cái này làm hùng quá, phải đi về Việt Nam. Bơi hả? Ở Việt Nam thì nó cũng bảy là cái bộ mặt cái dân đòi, cái con quê hương bỏ lại, quê hương bỏ lại, bảy nó hay lắm, bảy nó hay lắm. Đại ca, nó lên, hổng đồng mình giữ hơi lại không? Chút sơ là mấy cái bản dịch dân nữa. Em hồi anh, bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại, có thể bằng chiến thắng Vladimir hay Đức Cơ, đồng soi bình giá. Anh trở về, hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca, trên trực thăng sơn màu tan trắng. Em hỏi anh, bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở về chiều hoan trong nắng, bông cho buồn liềm kinh hồn an. Anh trở về bờ tóc em xanh, chiếc khăn tay ngăn dòng lời u em ơi. Em hồi anh, bao giờ trở lại? Xin trả lời, mai mốt anh về. Anh trở lại với kỳ vật viên đàn đồng đen, em san sông
cho em làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nàng gỗ. Anh trở về bài tướng cục trần. Em ngại ngùng rào phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyền trai đã. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở lại với kỳ vật viên đàn đồng đen. Em san xong cho anh làm kỷ niệm. Anh trở về trên đôi nàng gỗ. Anh trở về bài tướng cục trần. Em ngại ngùng vào phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyền trai đã. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ. Anh trở về giang dở đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen. Cố quên đi một lần trăng trôi. Em ơi, em hồi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời mai mốt anh về. Cái hai bản nữa cái mình đi về ha, chắc lạnh ha, để cho đủ khúc clip này cho vô lên mạng đi. Ăn thâu lên mạng mà không sao đâu, có đó đâu, nó có thâu có chữ hết berry vô không. Lạnh chưa, mấy đi về đi hả? Không muốn ngồi nữa. Nghiêm vô đi. Kỷ vật trên. Có bạn này. Bữa nay mình ca nhạc lính đi. Mình ăn bắp mình nhớ lính. Anh ở đâu? Ăn bắp nướng nhớ lính.
an quốc ơi, từ nay trong gió ra khơi, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong cõi lòng tôi. An quốc ơi, nghìn thô anh nhớ đến tôi, thì xin cho Thái Dương soi, nước Việt Nam sáng chói muôn đời. Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời, mẹ yêu theo gương người trước tròn lời, đặt tên cho anh là quốc, đặt tên cho anh là nước, đặt tên cho người, đặt tình yêu nước vào nỗi. Rồi anh nâng cao tổ quốc vào đời, tôi tan vương trong lửa máu ngập trời. Việt Nam đang soi lòng nước, Việt Nam đang soi lòng quốc, Việt Nam đang đổi tự do hạnh phúc dòng nòi. An quốc ơi, tuổi xuân như đó hoa đời, nở trong mưa bão tơi bơi, vẫn còn tươi như nước Việt ơi. An quốc ơi, đàn chim chim quốc tung trời, gọi nhau đem nắng soi đời, có người vui nghĩ chuyện lâu dài. Rồi anh đi theo đường đã vạch rồi, tường trên không trung ồ ập hình hài, đời sinh ra ta là cát, đời đưa ta đi ta về đất, và anh đã về mọi chiều, anh đã về quê. Chiều nào anh đi làm kiếp người hồn, chiều nào thương ôi rụng cánh đài bàn, chiều nào anh đi anh về đất, chiều nào anh đi anh về nước, chiều nào huy hoàng bụi vàng bay khắp không gian. An quốc ơi, từ nay trong gió ra khơi, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong cõi lòng tôi. An quốc ơi, nghìn thô anh nhớ đến tôi, thì xin cho Thái Dương soi, nước Việt Nam sáng chói muôn đời. Cho tự nhiên bữa nay nhớ anh quắc rồi bạn. Anh quắc với anh Phạm Văn Phú. Anh Phạm Văn Phú là anh hùng bỏ bom dinh độc lập. Rồi anh đi theo đường đã vạch rồi, tường trên
không chung uập hình hoài. Đời sinh ra ta, ta là cát. Đời đưa ta đi, ta về đất. Và anh đã về, một chiều anh đã về quê. Chiều nào anh đi làm kiếp người hùng. Chiều nào hương ôi dùng cánh đại bàn. Chiều nào anh đi anh về đất. Chiều nào anh đi anh về nước. Chiều nào huy hoàng bụi vàng bay khắp không gian. Anh quốc ơi, từ nay trong gió xa khơi, từ nay trên cánh mây trôi, có hồn anh trong cõi lòng tôi. Anh quốc ơi, nhìn thô anh nhớ đến tôi, thì xin cho thái dương sôi, nước Việt Nam sáng chói muôn đời. Sáng chói muôn đời. Rồi hát anh Quốc rồi, tới anh gì đây? Anh ở đâu? Sư mẫu hát bữa nay hay, sư mẫu. Hôm nay hay là ông Thầy Quang nhiều. Người á lại chắc ly á, sư phụ. Người á lại chắc ly. Mình đang lính mà. Vô cái clip này lên mạng lính không? Nguyên đoàn lính mà. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành môi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sao cùng khi lìa đời. Việt Nam đem miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông núi. Tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu. Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam đi thay đắp yên vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiên soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khi rơi, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê ơn đất nước xa người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Nữa bạn, cho gà vô nước một chút. Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên bần môi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sao cùng khi lìa đời. Việt Nam đem miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông núi. Tự do công bình bác ái muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu. Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khi rơi, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người. Việt Nam, Việt Nam,
Việt Nam quên đất nước xa người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam vươn đất nước ta người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam muôn đời. À. Cỡ nào cũng để vô mấy clip bữa tối này về bản về cho nó ấm lên. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sông, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay phơi trên gươm dấu, thù nước lấy máu đào đen bao. Nói dông lục điên phải cần giai nguy người công dân luôn vững bền, tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiện thân dưới cờ. Công dân ơi, mau làm cho cối bờ thoát cơn tàn phá, vẽ vàng nòi dông xứng danh nghìn năm dòng dòng lạc hồng. Rồi, đủ chưa? Đi về được. Ồ, bảy mươi hai, cô bảy mươi hai. Lạnh rồi. Đủ cái clip nửa tiếng rồi. Gà vô nước một chút. Những ngày xa quê hương là những ngày man đau thương, một ngày xa quê hương là một ngày man đau khổ, một ngày không nắng ấm và một ngày mộng mưa rào, một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cố man tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tối xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi, và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ, và hãy nhớ, người Việt Nam đang lạc lối. Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày dài ôi lê thê, mà hồn mình như chê. Sài Gòn trong nắng trai, Đà Lạt giấu trong sương mờ. Chiều nào biến vùng tàu, sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ chiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia đồng ruộng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi, và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc lối. Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhớ ngọn lửa hồng đốt sáng vạn niềm tin. Gió chiều mãn hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày dài ôi lê thế, mà hồn mình như chê. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt giấu trong sương mờ. Chiều nào biến vùng tàu, sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ chiều quê hương ơi, thật tận cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia đồng ruộng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Nào Cần Thơ nắng ấm, kia đồng ruộng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Ok rồi, bữa nay tối rồi, xin chấm dứt chương trình nướng bắp bữa nay tối thứ sáu để mình đi quay cảnh vòng vòng cảnh đèn bớt. Con cứ gửi gì gửi con, bữa nay là tự do thoải mái. Sư phụ quay mấy cái đèn ở núi Thiên Long Sơn ban đêm. Đây là ban đêm Thiên Long Sơn, đèn rất là đẹp. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm muôn năm. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm muôn năm. Cảnh Thiên Long Sơn buổi tối thứ sáu. Yeah.
Thiên Long Giang nhìn xuống thành phố Silicon Valley. Mấy bạn đó làm mình thuộc lòng với bạn Việt Nam Hồ Chí Minh này. Đang đóng tăng ni ca vậy đó. Thì mình phải đó là đệ tử của Phật dạy sao mình phải học theo các mấy trăm tăng ni ngồi ca Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm muôn năm. Mình cũng phải bắt chước tăng ni. Sơn Thần đây có cái đèn này cũng đỡ. Tôi chào Sơn Thần. Thái tử lên núi không đi mặt trời. Đây là Thiên Nữ Lăng, cái này Thiên Nam Lăng. Nghe mấy bông điên rồi. Mm-hmm.